này mình cũng nghĩ mình phải đi làm. Hello mọi người, chúng ta cùng đến với trận đấu cầu lông đôi nam lứa tuổi trên 30, giải cầu lông hội làng thôn Ô Cách. Phía bên phải màn hình là cặp đôi Thương và Hoành đến từ Quảng Ninh. Phía bên trái màn hình cặp đôi Hải và Phương đến từ trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội, cũng đang là hai giảng viên của trường Sư học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội. Thì hứa hẹn sẽ là một trận đấu rất rất hay, mọi người cùng theo dõi nha. Hello mọi người, trận đấu vội quá không kịp viết kèo luôn. Chúng ta cùng đến với trận đấu đôi nam lứa tuổi trên 30, giải cầu lông hội làng thôn Ô Cách mở rộng lần thứ tư. Phía bên màn hình là cặp đôi Thương Hoành đến từ Quảng Ninh, và đối thủ của họ là cặp đôi Thương Hải đến từ Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội. Tỷ số là 2-0 nghiêng về cặp đôi Thương Hải. Chúng bắt cầu rất nhanh, tỷ số 3-0. Hello mọi người, trận đấu lứa tuổi trên 30 nhá, nhưng cũng không kém gì những trận đấu ở lứa tuổi dưới cả. Xin chia sẻ livestream đến nhiều người hơn với nhá. Buổi chiều xem có nhiều người xem buổi chiều mới nhiệt tình livestream cho anh em. Em chào anh Thiên Trần, cảm ơn đã chia sẻ. Một cầu rất nặng từ Hải Đen. Hello, có gì nhắn tin vào page có bạn trợ lý anh bạn tư vấn cho em nhá. Đôi Sonic thì cũng hết hàng rồi. Nếu con trai của em thì em cứ nhắn vào, bạn sẽ báo. Đúng rồi, anh Kiến Khổng Lồ ơi. Anh Hoành đứng với anh Phạm Đức Thương. Rồi, chân tay vượt nổi tiếng của cầu lông Quảng Ninh. Đây, sở rất hay. Rồi ép cầu rất nhanh, tỷ số 3-6. Hello, có anh em Quảng Ninh cổ vũ cho cặp đôi, thế bên mình cặp đôi Quảng Ninh đi nhỉ. Cầu rất nặng của anh Phạm Đức Thương, tỷ số 4-6 rồi. Alo, chào mừng các bạn đến với buổi thi đấu của đội tuyển Việt Nam. Tuấn Anh không cặp với Đình Tuấn mà Tuấn Anh cặp với Dương Thiều nha anh ơi. Dương Thiều với Tuấn Anh thậm chí còn mạnh hơn cả Tuấn Anh Đình Tuấn cũng đánh giải này. Hãy subscribe cho
qua lưới đấy. Tỷ số đã là 6 đều rồi. Điểm số 76 cho cặp đôi Phương Hoài, thứ hai. Hello mọi người, ai nhà gần đây ra xem trực tiếp cho hay. Rất nặng của anh Phạm Đức Tường. Cầu trượt lưới điểm 86. Anh Phạm Đức Tường cặp với anh Minh ở Quảng Ninh, xếp top 1, top 2 tỉnh Quảng Ninh. Đó, bao nhiêu năm nay rồi, hai người lên lứa tuổi trên 30. Đôi Trương Minh đánh lứa tuổi trên giải toàn quốc, không có đối thủ. Hôm nay anh Trương cặp với anh Hoành, có thể nói là yếu hơn Trương Minh một chút. Nhưng cũng là một cặp đôi rất mạnh, đối đầu với Hải Phương thực sự là rất xứng tầm. Ok.
hai vận động viên tiến hành đổi sân,